Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của SMAC Audio. Bên cạnh những đôi loa hay bộ micro không dây thì cục đẩy công suất là một thiết bị không thể thiếu được trong các bộ dàn karaoke tiêu chuẩn. Nhưng để lựa chọn một dòng sản phẩm đẩy có thương hiệu, chất lượng nhưng giá cả hợp lý thì là điều khá khó lựa chọn. Nhưng hôm nay SMAC Audio xin hân hạnh được giới thiệu đến các bạn một mã đẩy TD Acoustic MA2600, một dòng sản phẩm được tin dùng và lựa chọn nhiều nhất tại các chuỗi cửa hàng của SMAC Audio. Hãy cùng chúng tôi xem đẩy TD Acoustic MA2600 có gì nổi bật ngay sau đây. Cục đẩy TD Acoustic MA2600 là mẫu cục đẩy hai kênh thuộc dòng MA series. Cục đẩy có khả năng khuếch đại công suất ở mức 600W, sử dụng phù hợp với dàn âm thanh phục vụ cho các buổi trình diễn hoặc ghép nối với các thiết bị dàn karaoke gia đình, cũng như được tin dùng thi công các phòng karaoke chuyên nghiệp. Mặt sản phẩm được thiết kế dày dặn, chắc chắn, tạo hình tượng cứng cáp, bền bỉ. Hai tay sách giúp người dùng thuận tiện trong việc di chuyển. Đây là công tắc nguồn, tem nhãn mác của thương hiệu TD Acoustic. Hai volume chính chỉnh to nhỏ các cột cường độ tín hiệu báo công suất đã đạt. Khung sườn làm bằng sắt chống rỉ cho độ bền cao, được phủ một lớp sơn bóng bảo vệ bên ngoài. Là dòng đẩy sử dụng hai kênh cho công suất 600W một kênh khi để ở chế độ stereo. Cục đẩy MA2600 dùng mạch LA, một trong những mạch được ưa chuộng với tính ổn định. Vỉ bên mạch dày dặn kín linh kiện, các mối hàn được robot chấm rất gọn và đạt tiêu chuẩn quốc tế. Sử dụng 24 sò Toshiba nhập khẩu lên cho chất âm rất sáng và khỏe. Tích hợp 16 tụ lọc nguồn 63V và 3300mA. Nguồn biến áp sử dụng dây đồng và số vòng dây nhiều hơn sản phẩm tiền nhiệm là Falex 2500. Mặt sau sản phẩm được tích hợp những tính năng cơ bản của các cục đẩy hiện đại. Các đường ra, đường vào được kết nối bằng các jack chuyên nghiệp, giúp việc kết nối thiết bị trở nên đơn giản hơn. Dây nguồn dẫn lối điện áp 220V, nút reset lại máy, các công tắc gạt điều chỉnh các tần số thiết bị. Bên cạnh đó là hệ thống quạt tản nhiệt giúp sản phẩm luôn trong tình trạng là mát. Sản phẩm được test trực tiếp vào loa Audio Center BF12+, không qua một thiết bị trung chuyển nào, để quý vị có thể nghe được thật cái chất âm của sản phẩm đẩy TD Acoustic MA2600. Mời các bạn xem thử. Khi mua hàng, các bạn sẽ được khuyến mại một đôi dây cao lơ và được bao ship trên toàn quốc. Những thông tin vừa rồi đã khép lại video giới thiệu dòng sản phẩm cục đẩy công suất TD Acoustic MA2600. Đừng quên bấm like và đăng ký kênh để xem những thông tin thú vị khác. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.